Bên này thì Vi mới gần gấp, không có tay cái. Thì cô có tay cái về không xem? Thế đau lắm mà. Đâu, con này đau ở trong khúc, ở trong cái chỗ mà Không có hạn này được không? Bên kia cũng như nhau thôi, có tay cái thẳng đường ra không co lại được. Viêm gần gấp có tay cái này thì thường là dùng những loại thuốc kháng viêm, giảm đau để tiêm. Đối với đông y thì dùng châm cứu là hết. Bệnh nhân này đến thì tôi dùng tới chỉ luôn. Chúng ta dùng hai huyệt tiêu viêm nhưng mà cốc khúc chỉ. Và giờ tôi chọn một huyệt A thị tại những viêm của gân gấp này. Kỹ thuật này rất là khó. Thứ nhất là tôi đã chữa cho bệnh nhân khỏi rồi nên tôi mới làm thôi. Thực tế ra thì cái này thì các tài liệu nó không phổ cập cái này, nó không phổ biến. Cái kỹ thuật cấy rất là khó. Đưa cổ nhốt ở đây. Chúng ta cho bệnh nhân cầm bàn tay vào và một chiếc khăn. Bệnh nhân này thì lại rất là nhát, thế mới khổ. Thì nhắm mắt này đi, chỉ hít thật sâu vào cho em, hít thật mạnh vào, tí nữa rồi xong rồi, rồi xong rồi, giữ, thế nghỉ một lúc, bắt đầu. Cái đèn huyệt dương khê. Rồi xong rồi. Đây là cái liệt khuyết. Thế bây giờ đã hoàn thành cái khắc đồ cho bệnh nhân bị viêm gân gấp ngón tay. Cái điều khó nhất ở đây là trên huyệt liệt khuyết dương khê và A thì huyệt. A thì huyệt thì tương đối là khó, làm sát khuẩn thật mạnh. Khi sát khuẩn mạnh rồi thì bệnh nhân thì không sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm. Đối với tây y thì dùng cái diprospan kiếm trực tiếp vào đây, bổ rất nhanh, hạn chế vận động nữa. Bên đông y bây giờ chia sẻ về các đồ của mình tương đối là ok, thì mọi người có thể là tham khảo. Chúng ta không cần phải tiêm nhiều quá, các đồ thuần đông y châm cứu phù hợp nhất. Bên này.